Chúc lên để bình xá bốn xá rồi sau đó lên tên ngang lên trên cây hương cấm và xuống thì những người nam những người đó để quay mặt lên tượng đài sau khi cấm ngang và từ tay con xuống thì sẽ có một cái phần bình xá bốn xá nữa để kết thúc cái chương trình dân hương. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu rước cái cung kỳ.